Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh truyền hình Văn hóa Du lịch Việt Nam Journey. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng nên trong trưa chiều nay tại Bắc Bộ vẫn duy trì nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất dao động từ 37 đến 40 độ. Tuy nhiên, kiểu thời tiết này sẽ không còn kéo dài khi trong đêm nay gió mùa đông bắc cuối mùa sẽ tràn về, gây mưa rào và dông rải rác làm cho nền nhiệt giảm mạnh. Lưu ý trong cơn dông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh. Tại Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Bình Thuận, nắng nóng trên diện rộng sẽ kéo dài đến hết ngày mai với mức nhiệt cao nhất dao động từ 36 đến 40 độ. Riêng vùng núi phía Tây, tại khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế còn vượt ngưỡng 40 độ, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt. Người dân nơi đây cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời điểm này để đảm bảo sức khỏe. Sau đó, sang đến ngày 21 tháng 5, khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác giúp nền nhiệt giảm đáng kể. Tuy nhiên là trong cơn dông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh, người dân cần đề cao cảnh giác. Lùi xuống phía Nam, cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên trong cả 3 ngày tới đều có mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối. Đặc biệt là trong ngày 21 và 22, mưa dông còn có thể kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Ban ngày trời vẫn có nắng, vì vậy nền nhiệt chưa có nhiều biến động. Tại Tây Nguyên, ngày đêm dao động từ 22 đến 34 độ, còn Nam Bộ là từ 24 đến 35 độ. Thưa quý vị và các bạn, thuộc giải đất miền Trung kiên cường đầy nắng gió, Quảng Trị được thiên nhiên ưu đãi khi là nơi sở hữu những điểm tham quan rất đáng nhớ để khám phá mà chưa phải ai cũng biết đến. Nơi đây có cảnh quan yên bình với những con người chân chất mộc mạc cùng những ký ức lịch sử vẫn còn in dấu. Và hôm nay chương trình muốn giới thiệu một địa điểm du lịch cho quý vị và các bạn, đó là địa đạo Vĩnh Mốc. Cách biển Cửa Tùng khoảng 7 km về phía Bắc, địa danh này gắn với những ký ức lịch sử oanh liệt của dân tộc ta. Được xây dựng từ năm 1965 với chiều dài khoảng 2.000 m, kết cấu của khu địa đạo này bao gồm 3 tầng dùng cho các mục đích khác nhau của quân và dân ta trong kháng chiến. Cho đến nay thì nơi này dường như vẫn giữ nguyên được kiến trúc sơ khai của nó, dẫu chiến tranh đã tàn phá. Đây là một điểm tham quan mà bất cứ du khách nào cũng nên quan tâm, bởi khi đến đây bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu lịch sử một cách thực tế nhất, được cảm nhận trực tiếp qua hiện vật trưng bày, qua không gian thật trong địa đạo, chứ không phải là qua trang giấy khô khan. Và đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!